Phân bón hỗ trợ cây trồng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển và năng suất của cây trồng. Hãy dùng ngay phân bón MKP Rich với thành phần trung vi lượng và các axit amin thiết yếu giúp cây trồng phát triển. Sản phẩm chặn độc cực kỳ tốt, giúp cây chuyển hóa sang giai đoạn phân hóa mầm hoa, tối ưu hóa sự phát triển của hoa, hỗ trợ sự phát triển của bộ rễ, hạn chế tình trạng thối rễ và rụng bông, đảm bảo cây luôn được khỏe mạnh, tạo mầm hoa cực kỳ tốt, tăng cường khả năng ra hoa, giúp hoa nở đều và rực rỡ hơn. Pha 1 kg phân bón với 440 lít nước, tương đương là 2 phi. Bà con muốn mua có thể liên hệ vào số hotline như sau: 0776 400 038. Hoặc mình cũng có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm hơn nhé bà con.